chào chú chị nha. Hai chồng mới đi chợ về, bữa nay đi chợ hơi tối, chợ đi mua đồ về làm bột chay. Bữa nay nghe vợ mình nói là nấu bún nước lèo chay tùm lum tùm la hết trơn nè, vậy đem ra cho bà chú xem. Bún lèo chay có ngay bún nè, củ sắn, xả, đậu hũ, bông bóng cá, chao, gia vị đầy đủ. Bông bóng cá, cái này là hạt nêm chay luôn. Cứ mỗi lần nấu một lần thì xài một lần muôn lần nha, chứ mình không có, chứ mình không có mua dư. Này hai cái chả đòn, hủ chao. Chao này nó bún nước lèo. Còn này cái gì đây? Này phụ phẩm xài trong gia đình, bọc đường cát, thuốc. Em thuốc gì vậy em? Em ơi, em mua thuốc gì vậy? Cái găng hả? Thuốc này của Hia đó, cho cái hiệu đó hả? Bị viêm găng này kia, viêm nấu găng được không? Đúng rồi, lớn tuổi mắt mờ đúng không? Cà phê, bột ngọt, bọc ni lông, muối, tinh sấy. Cái điện giới thiệu cho mọi cô chú xem. Làm đi, làm cơm ăn đi em, chứ không ăn cơm đói bụng sao. Thì đây cũng tầm 6 giờ mấy 7 giờ rồi, cũng mới mua về hết tiền. Để chọn này ra ha, chọn ra là bào rau củ ha. Chào cô chú anh chị nha. Nhà này cũng 4 giờ ngoài sáng, ta đây người ta giao bún rồi. Nay vợ chồng nấu nước lèo chay phát cho bà con. Thông lệ thì hàng tháng 30-15 thì toàn bộ số tiền này là của gia đình anh Quốc chị Thanh ở Hoa Kỳ gửi về cho vợ chồng em đứng ra làm để phục vụ cho bà con quê. Thì chồng em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc gia đình chị nhiều sức khỏe. Chào cô chú anh chị nha. Dạ, mình làm một chai sáng mà mình phát cho cô chú anh chị ở đây. Mình làm đồ chai ở đây á, mình có là bông bóng cá nè. Hôm nay mình nấu lèo chai. Ở đây mình có bông bóng cá nè, với sáp ấu, xả, ngải bún. Đây mình nấu á, mình lấy nước ngọt á, thì mình có củ sắn nè, cà rốt. Với cái này là bí đao, mốt. Giờ cái này á, thì mình lấy nấu nước ngọt. Ở đây á, thì mình có là đậu hũ nè, chả. Nêm gia vị thì mình có cây chao, gia vị đường, bột ngọt, hạt nêm, muối. Giờ thì mình bỏ sao bấu rồi mình nấu trước. Bây giờ mình bắt cái nồi nước cũng đã sôi rồi nè. Thì sao bấu đó, mình bỏ vô mình trước cho nó mềm. Nói nó ngọt à? Hiện hồi mình lấy cái giọt á, mình giọt mình lấy cho nó ra cái tinh dầu. Giờ mình ốp củ rồi luôn. Nếu mình lấy nước ngọt từ rau củ là nhiều rồi chứ chị. Em người ít xài bột ngọt còn rau củ cao luôn. Mốt là ngọt lắm. Thì cái phần này mình ốp gì vậy? Đấy rồi. Ở đây mình có hành, cái này tỏi, dầu tỏi phi, mình cho vô. Nêm, nêm chai. Ngọt một ít.
mình cho muối. Mình để đường vô, đường cả nửa chén. Ở đây mình có cây chao nè, mình cho vô hết luôn, vừa nước vừa cá mình để vô hết. Cho tay vô á, mình trộn cái gia vị này lên. Nó cái phần củ này nè, cho nó thấm gia vị. Mà hồi đó nó lâu quá nó mềm rồi, bắt đầu á mình mới cho cái phần củ này Dế vô không em? vô. Dế vô có bỏ không? Nhớ cái đó nha, Để cái nước ngọt rồi lấy nước nước ra. thơm, Nước thơm. cái phần mốt á mình hồi mình sắc mỏng ra đặng mình bỏ vô luôn. Thì cái phần mốt á với bong bóng á thì mình không có ớt chung, thì cái phần này á mình nấu cho gia vị nó thấm thôi. Mốt thì mình bỏ sao hơn cái này, cái này mình nấu á cho nó mềm. Mình đảo ra một bên đi. Rồi bên này á mình sẽ bún. Thời gian rảnh rồi, Đây nhiều rau rồi. ở chỗ mình đắp cái nồi súp á cho nó ra sẽ bóng, nó mềm và chắc ngọt rồi. Mình sẽ bún thôi, Chồng sẽ vợ sẽ bún chồng vô bún. Cái này mình không làm bao tay được nha cô chú chị, mình cũng rửa sạch sẽ tay chân chưa rồi bốn vào ngoài. bún này nó mới nè, cho đây lại á, ngon quá. Ba miếng em 24 Hai tiếng chồng bỏ bỏ bốn giờ đâu có phần rồi, bốn miếng tại mình cắt miếng dày dày á cho bà con ăn, miếng đan miếng đi cho sắc mỏng, sợ nhiều khi ba cái đậu hũ mình sắc mỏng không được đâu. bể á. Vậy sắc cả lông tai này á, giờ giờ mình nấu thì cũng không có gì định là bao nhiêu phần, cứ nấu phát thì hết thôi cô chú gì. Bao giá cuối cùng Cái này anh chị quả nó thì cũng thoải mái, rộng rộng lượng lắm, cứ nó cứ nấu tới tùy theo khả năng của vợ chồng mình, sức khỏe thì mình nấu thôi. Còn những cái món mà để phục vụ cho hàng tháng hai bữa nè, thì vợ chồng mình muốn nấu món gì nấu nè, anh chị này thoải mái cái này đó lắm, không có bắt buộc mình phải nấu món gì miễn làm sao những món nào mà vợ chồng mình làm nó cảm thấy nó tiện và nó thoải mái là làm. Thì đến nay cũng được 2 năm rồi, toàn bộ những số tiền cái chi phí mà để phục vụ cho cái bữa ăn chay hàng tháng này là của gia đình anh Quốc chị Thanh ở Mỹ gửi về cho vợ chồng em làm. Vợ chồng mình chỉ đứng ra cái công mà làm phụ lại cho anh chị. Chuối mà đúng à, nước lèo có mắt chuối đúng, mắt lèo quay vào là mình thấy nửa tháng ha, màu từ 5 năm bây giờ nè, màu bây giờ là giữa tháng 3 rồi đó. Năm.
Năm nay hạn hán kéo dài quá, bà con ở quê giờ vấn đề mà nước nôi thiếu trầm trọng. Nhầm chỗ là bà con mình ở xa phải chở nước lại dùng chợ cho. Dừa cho bạn. Anh làm bự luôn nha. Đại đi. Bự cho bạn. 4 miếng dày, 4 miếng đậu hũ với da lùa vậy. Giờ mình làm cũng có số lượng thì bà con lại sớm thì nhận. Còn hết thì thôi. Giờ mình nấu á, nãy bún rồi nè, xả rồi mình vớt ra. Với cái phần xá bấu. Nấu từ giờ nó cũng ra tinh dầu, nó thơm dữ rồi nè. Rồi xá bấu nó cũng ra cái mùi thơm nữa. Giờ mình vớt cái phần này ra hết. Tôi xả từ giờ á, nó sôi á, nó gục gã hết trơn. Cho ra luôn. Mùi thơm luôn à, mùi xả nực nằm luôn. Giờ mình cho cái phần cũ này vô luôn. Để phần cũ này á, mình nấu cho mềm. Rồi mình cho bông bóng cá vô với mớt này vô. Giờ cái nồi nước lèo mình á cũng gần chín rồi, mình cũng cho gia vị vô luôn. À, thấy cái đậu luôn mẹ. Ừ. Giờ cái nồi nước lèo á mà nó gần chín rồi, mình cho gia vị vô luôn. Mình cho vô đây á hạt mềm hai giá bự. Phần đường này á mình cho một giá. Nửa giá muối, tại vì cái này có chao với nãy mình có ốp vô trong cái củ sắn rồi á. Giờ mình cho nửa giá thôi. Cái phần bột ngọt mình cho 2 muỗng hành canh. Đảo đều lên. Nước lèo mình nó cũng sôi lên nè, có phần bọt á mình hớt ra hết. Giờ mình phớt phần bọt rồi, mình cho mốt vô. Để mốt con móng cá rồi vô.
làm một mình nên làm không kịp đó. Làm được đó. Với lớn tuổi nữa. Con cháu mà chú không nó đâu có phủ gì được. Nung một tích không phải đi tích không nạ bạm mùi hủi cái bệnh hoa. Em mời bà cho đám hai bọc cỡ với bà lão về ghé đưa vô nha. Biết mà không? Ý biết tấm bộ nào không? Để kiệt lại. Nên bơm không có cho nước chạy cạn hết chưa rồi. Nước có thì mình chỗ không có nước ta phải đi xin đây kìa. Còn đây mình đây mình đảo nha. Ừ. Có dọc chát rồi cho đi xuống nó rồi. Nước giờ nó sạch luôn á. Nước có trời nước không có nước luôn ở ngoài. Để bọc này nè, rồi lấy thêm bột lại nữa, chứ sao có xài. Còn xài hoài hoài đó con ơi, không bỏ được. Nước leo xong, trời chả cá quá trời. Chả cá quá trời dung luôn rồi. Chàng không em? Cái nồi này nồi siêu to khổng lồ mà nó còn chàng cái này luôn. Để em coi múc hai tô cũng mẹ Quan Âm với đem ra biểu cái. Hôm nay thì mình làm được 93 phần nha thưa anh chị. Thì có cái là cấp này thì mình làm được nhiều chứ làm một bọc nhưng mình tính ra mấy cái nhỏ là ăn hết luôn á, bún cái là nhiều. Tinh ba. Và phát khách tinh ba mà không như là mình nghĩ. Rồi anh trùng lên cúng. Hai cái này xong. Cái này phê ngoài không? Ừ. Thì game cũ xong chưa? Đi lấy mấy phần ấy ơi. 5 phần. Đi bốn phần nước chung hết phải không? Ý á. Một phần thì bỏ nước vô. Ba ăn gì ạ? Chưa 5 phần mình để nước riêng đi, nên nước này học chưa gì ạ? Cái bụng mà nước hay lên cao mà vô, nó gì cả. Ừ, ăn gọt mình bỏ. Lại kia tí bọc đều nó không bảo. Nhưng tâm bổng. Ờ, trời ơi. Chứ nghe muốn được cái đó ở bản ấy, không có men nữa hả? Không ngủ được em ơi, nó bị sắc chứ nó nóng lắm.
Gỡ 82 bọc ý dùm nghe ý nè. Có hai bọc đầu 48 đi riêng cái nhớ. Ngoài đó. Này nó thật. Cái bọc cô ý. Ừ, ốm mà này có ăn giới thiệu cho dạ nha. Dạ. Năm rất không? Nhỏ lắm. Ủa? Nhỏ ở cùng chung với ý. Chung với ý hả? Nó có cả 5 phần phải không? Không có, nó cho chị hai nó đem về nhà. Ừ, ý đâu? Ý nhà đây ở đâu? Nhà tôi chỗ nhà bà ấy đó, ấy mấy phần này, ấy mấy phần. Ấy như vậy, ấy mấy phần. Tôi nhau. Nhỏ đó, hai từ nhỏ. Nhỏ, màu xanh, nhỏ. Em đi về mua bún thêm nữa. Vậy là nước ngon đó. Mỗi giờ à? Để mua bún thêm nữa. Ông cái bọc này nhiều lắm đó, bây giờ bọc này nè, bọc này nhiều hơn ở chợ quán đó, bọc quá lửa rồi. Đây chấm này coi. Cái này chung với 5 phần sập, này để chung con 2 phần. 2 phần này để chung được không? Dạ. Cho nhỏ đó không? Nhỏ đó 2 phần phải không? Dạ. Rồi kêu nhỏ lên. Đi rồi, đem về nè con, đem về cho chị nè. À, đem về cho chị đi, ủa đem đi học xong rồi đem về. Nói ta nghe chứ về nha. Hỏi con. Chị gì cái bên nhà có bà lão bệnh đó, giờ già đó thì nữa thì có nhắn bà lại lấy cho bà luôn không? Ông nói, tôi nói nó rồi, cái này coi là mất nha. Coi cái này coi là mất, cái này là nhảy là mất.
Hút nữa thằng con. Hút con này vào hút. Hả? Nước chung hơn. Rồi cho hai bé đi học nước rồi. Con này đã đủ năm rồi đó. Rồi. Hai con hả? Biết chưa ăn luôn hả? Dinh đâu không? Phải dinh không? Con buồn ngày quá dinh ơi nè con. Con lấy quà sao nhớ không? Hả? Con lấy quà con lấy nhớ làm gì không? Nè nè con. Nhớ cảm ơn. Ờ vậy đó. Đó vậy đó vậy đó muốn ăn nghe con nha tụi con nhỏ rồi tập nó cũng vậy đó mới muốn ăn bảy thằng cho nó vào vô hai bọc đi ghiền quá không chia nhau ha con đừng sổ lên mà ba đọc cái này năm phần rồi con đắng chia cho bà ngoại ra nha chia cho ngoại ra luôn nha con nhà không chia ra cái này nhiều lắm á nếu mà đổ ra là nhiều lắm á rồi xong rồi đó đợi lấy nước cái đổ ra một đầu cái đầu cái mình trụng tới mình ăn luôn tư mấy thằng nè uống giờ này giờ cái con gà một nè gia đình ăn luôn đó, sao mà chạy vậy mà chơi vậy em sao chạy vậy hả chạy quýnh em chơi con bốn phần phải không? Nào phần con vào với ngoại nè, đó, với ngoại nè nha, rồi đó, gửi con ngoan, cái phần của chị Tư không? Con tên gì? Mình hả? Này mới đi kinh ngàn mà không xuống ta? Và đưa cho mình. Chàng bên đây đó là bọc bự nè, bên đây bọc nhỏ, bọc tóc nhỏ mà. Đây. Bên đây bọc làm cũng. Con vô lấy nè, nếu không còn. Mới đi học vô lấy trước này con đây. Ăn đi học rồi nha cổng mấy con nóng nha chậm nha chảo lắm mà bắt con bắt được chuột nhiều không không biết ủa sao con bắt con không biết không biết con hả à, đứa gái phải không nha con lấy con cảm ơn nha nữa con lấy đồ cảm ơn ờ à, vậy là ngoan đấy con nha tập tính ngoan là học sinh ngoan là giỏi con tên gì à Minh Nhật ở Minh Nhật quá trời có tiêu không tiêu Minh Nhật cứ được ờ dạ vô trong ừ.
đây con phát đây mà trước phát bên trước đó là cái đồ chai và dùng bún lèo chai nha. Ba bọc đi lấy nước ít ít chú coi đừng lấy nhiều. Thôi con đừng sủa leo. Anh chú coi nổi chú coi tao té. Con phát có 35 hàng tháng đó bà. Mới ta mới chỉ chứ gì không tỉnh. Dạ 35 đi vô hẳn trong đây. Cảm ơn nhiều nha mấy cha. Tháng là phát 2 lần đó bà ơi. Thằng Khang đâu? Ra thức chưa? Thằng Khang với con lười biếng không lại. Đồ biếng hả? Đồ biếng quá. Có cốt tiền à. Cốt cái sớm à. Đù. Con mấy bạn? Con nha. Con có đi học con trai? Ừ. Ủa xong đi học? Nghỉ học rồi. Nghỉ học rồi. Nào lớp mấy rồi đó nghỉ? Lớp 2 đó. Con đọc chữ được không? Được. Con 2 bạn hả? Ê dạo. Ờ dám chào thầy ha. Cháu qua tới rồi mà nhiều. Ờ biết củi luôn hả thầy ơi. Tưởng tụi con quên chứ quên là bắt thằng đó con. Nhận là cảm ơn cô nha. Nhận cảm ơn cô chú. Con cần mặc áo đỏ mấy bàn hả? Có nhận vào lại. Lại đâu nè bác.
không có sữa đâu à. Đây một phần lên nè con. Máy. Để lên chạy mới qua chạy đi con. Con một phần nè. Giỏi, cảm ơn là giỏi nữa rồi, cảm ơn. Một bọc này con no luôn á, no căng bụng luôn á. Thôi con có học không? Không rồi. Con lấy ta. Con học không? Này bao phần vô ta chứ. Giỏi. Chuồng mới là từ quê số 7 rồi nha. Này vô bao phần này cho bé nè. Rồi đi lên nói về phần đi cô lập lẽ nè con. Bé đang về. Cô đang lấy ra một phần cho cái ông kia một phần. Ông nào? Ông cái về, ông cầm gậy đi bữa sáng ở nhà vậy. Gậy chắc tại đúng hả? Rồi bao phần này vô phần này cho nó nè. Bao phần của ai? Của thằng bé. Bao phần của để nước riêng ha, về con nấu lại nha. Dạ. À, cái này thì nấu lên là nhiều lắm đó. Thấy mấy bọc, hai bọc không? Bọc. Bọc ba phần ba. Bọc ba phần. Cái này 5 phần với 2 phần. Cảm ơn cô chú. Rồi. Chị chung cho bà hả? Cháu bà. Cháu, nó ở riêng. Ba chị em đó. Ba chị em riêng hả? Này 5 phần nè, bé này mấy phần nè con? Con 5. Con 5 phần để nước riêng. Đó. Còn con cũng để nước riêng. Có thầy để trong kia, nó về bạn phải ơn đi. Đi, đi, nấu anh lên đi. Lúc này có phiếu gạo không chị? Không có gì. Nào có thì con cho hay. Con biết nhà có cho hay. Cảm ơn con. Vậy con nhớ bà con mình nhà đâu đâu chứ rồi nó có chạy vô tới nhà. Con chạy đi nữa. Dạ gì nó dễ cái nhầm khi rồi ở đây rồi ta bu tùm lum lá trơn rồi con đi giao tới nhà cho dễ. Vậy khi nào rồi tới giờ cái lại nhân dạo. Mất công gì đi tới nhà phát cái có á. Đó chứ. Đi lại đây không có đâu. Ý lại đây phát hết trơn cái gì có. Con tới nhà con ưu tiên những cái nhà hoàn cảnh nào khó khăn cái con đưa trước cái. Cái khi nào con vô chút đỉnh con mới để nhà. Để ra như trừ khi nào phát sinh. Bé này hay, bao phần hả? 5 phần. Để về chị em rồi ăn. Hai đứa sân đôi mày ơi, nó ăn dữ lắm rồi. Là con có. Từ nhà có mẹ không? Có mẹ cha gì không? Có, mẹ nó đi làm gọi nó đủ ăn đó con. Không có mất chút gì. Tháng mày tính này ba đứa được 2 triệu đó. Là cháu hả? Cháu. Kêu bằng bà bằng gì đi? Bà ngoại. Bà ngoại hả? Mình như là mẹ nó có bầu họ không có ăn nó gì thấy ai ăn rồi cũng vậy nó thấy ai ăn nó thèm nít mà nít mà còn nhỏ kia thì không nhỏ kia bệnh đó như là nó đẻ ra rồi hồi đó không có cái lỗ đít đó. Lỗ đít như là nó ở dưới á. Rồi cái đem đi bệnh viện Di Đồng 1 á. Người ta làm bệnh viện làm đó mà bây giờ nó như là nó không có như mình vậy đó. Nó tả mang tả không à mẹ ơi. Nha con bệnh. À con. Cảm ơn cô chú. Còn rồi của con nó nghe. Rồi 5 phần nó nghe. Bà ngoại 2 phần hả? Cô 2 phần, để riêng đi con. Đợi ngoại về luôn con ơi. Cho cô xin 3 phần. 3 phần ăn 2 lần. Chiều lần sáng lần găm là găm 30 cô ăn tương. Tương à, ủa cả ngày ta không có đi chùa có đi không? Đi, mà như là cô không có được đi mình ăn tương vậy đó con. Rồi 3 phần đưa con hết 3. Cảm ơn 2 vợ chồng con nha. Có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc đi con ơi. Mấy phần ấy? Ừ.
ngoài này cũng được cái chùa. Dạ cho đây cô. Dạ. Đồ chai cô ơi, đồ chai. Dạ. Bây giờ cho bả luôn nha. Đứng đó tạm bộ thử nó đứng rồi. Tạm bộ chưa má. Đó nó tốt. Có mấy thằng? Có mấy thằng? Cảm ơn cô. Rồi. Rồi đó, cũng đã hết luôn á. Dạ 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 cô cứ vào để cho. Rồi. Ừ, vào vậy cho. Anh về cho bà ông phần nữa nghe con. Mấy phần lấy mấy phần? 4 phần. 4 phần. Nó riêng. Riêng cho bà ha. Chắc cũng đủ phải không? Đủ không anh? Ông 2 phần ha? Ờ, 2 phần. 2 phần để riêng giống ha. Con không để xin 4 phần nữa. Không biết để thôi. Đây coi còn nhiêu nữa cô. Nè, vô cho bé ông để 2 phần. Cái này làm số lượng nó cũng ít ít rồi. Từ. Cô chưa lên đây lần nào chứ phải không? Chưa. Cái này hai phần này là hai bốn. Hai đứa nhỏ. Cô không cảm mà đợi chút xíu với con nha. Tụi con tháng một tháng thì phát hai tháng phát hai lần. Vui vẻ bảy. Anh nói đâu? Đây rồi. Con nè. Đó, vui vẻ. Ơ lỡ chưa? Đây kìa, cảm ơn. Ê cảm ơn. Ê. Có 4 phần hả? Con bé 4 phần và 8 phần, của ông 12 nữa là 10, chiếu này chặt. Chiếu đi cái con. Con 4 phần nè. Ừ. Còn nước đi con. Tiếp Hân Thiện. Ừ, Hân Thiện. Chị mấy phần chị? Dạ, 5 phần. Dạ, chị còn 3 phần nữa không? Dạ. Chị còn 3 phần nữa không? Dạ, xin dành nhà bà kia 2 phần, bà nói không được á. Bà nào vậy, bà nào? Bà ở đó 14 á. Không phải gì, dạ, là chạy rồi. Hết rồi, bữa nay em làm ít. Để đợi chứ không, để chia nhau cho cái này mấy. Ừ. Một bọc 4 à. Ừ. Dạ. 2 bọc đỉnh chưa cho. Cho về nhà mua đúng thêm. Là ý đi 3 phần đi, bé thì cho 3 phần đi chặt, đưa nó 3 phần đi. Rồi ông 2 phần là đủ rồi. Rồi còn như đưa chết chết á. Chia ra. Thôi hết rồi Ý Lan ơi. Rồi hết luôn rồi. Ý Lan là dễ vậy Ý Lan. Đi mới lại tới nha. Rồi vậy. Bây giờ này con nào này giờ nói với bà bây giờ là lấy là, bây giờ lấy 3 phần phải không? Ờ 3 phần thôi. Cho nó nói cho nó. Chia nhau. Dạ dạ chia nhau ý là hai phần còn lâu rồi mấy đó cho hai phần hai chia nhau với con nha nước có nhiều vô em ai ăn bún ai bún thì mua thêm giùm đại nước nhiều lắm trong đây cũng có chả nữa cũng có chả cá nữa chứ không có đâu tại vì chỉ ở đây chỉ khác có cái là nó có đậu hũ với nước trong lâm nè thôi cô phải biết cô lại sớm mới đậu cho là trễ mình khi lại mình khi không rồi mình làm gì cái số lượng mấy người lại đầu tiên á người ta lấy nhiều rồi, thì cũng phải cho mà anh lại không cái lại cái mình cho mấy người đó nhiều rồi cái mấy người lại sao không có rồi đưa cho hai phần của ông hai phần rồi, em coi đây cho mấy cô đi nước nhiều cho mấy cô về ăn cơm cũng được đó dạ chả cá nhiều dữ lắm đổ đây hay không tại vậy nó hay á. Đều bậy bọc em ơi. Rồi, hết rồi được rồi, cô lại trẻ hết rồi. Một độ.
em hay là mua bún kêu nó uống cho hả? Kêu là thư cho mua bún cho không? Đã uống thì hả? Thôi đây, mua bún thêm con. Đưa mua 10 ngàn bún lên. Đưa chết mà. Cô bà. 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 Cái bán cho bệnh thảo trong cục không? Thấy ba con. Ờ, đi mua bún mày, để mua bún mày, đợi chút xíu với cô nha. Em tao bỏ. Đợi được thì đợi giờ, cô. Bé nào? Mãi cho xong. Nè, con ưu tiên con luôn nè. Tôi đi chùa mà. Ngăn ngăn gì vậy con, vui vui vui. Trời ơi. Thằng này đi khớ này, đi khớ nhập. Màu nè, con kia bán. Không có cảm ơn con đó. Không có. Hai phần đây phát ba phần phải không? Cảm ơn ngon miệng nha. Thông cảm bữa nay nha. Rồi lần sau lại nữa 15:30. Đi nhà bà không? Nè chị ơi, em còn nước không à, rồi đó chị muốn ấy á, muốn thêm đi. Nước này 2 bọc đi. Ừ. Mua 50.000 bún nó bỏ vô thêm. Bỏ vô thêm mà. Tại á, nhầm khi á lại nhiều quá, nhầm khi ít quá. Rồi em hết buồn đó, em không phân. Rồi. Rồi cho chị đi. Chị đang đợi chút xíu quá. Lại chơi nhà chị. Lại chơi nhà chị. Mẹ có nhung, mẹ có nhung. Mẹ có nhung, biết mẹ nhung. Khổ này sập rồi. Quá, mà này quá. Bữa nay đắt quá ha. Tôi mấy tuần trước đâu có lại được bệnh á. Vậy à? Ồ. Lên huyết áp cao quá, đi không nổi. Ồ, thang rồi không có ở nhà, không có ai ở nhà. Thang rồi trời. Thang là nướng. Ồ. Quá giờ thang luôn. Ủa dầu vậy đó. Chắc. Cái miếng khô, à đúng miếng khô khác nhiều. Nó lại chơi hoài. Hồi đó lại chơi làm một mâm tôi ăn, trời ơi. Không có từng ăn tôm đâu. Ăn con quá trời ngon. Ai chơi mà không làm mệt. Mày ăn đủ thứ cho. Cho Ý Lan với cho con mấy đứa này nữa hết rồi đó. Lần ơn ơi. Ý Lan lấy mấy phần. 6 phần đi, 6 phần. À, bé này 2 phần. 2 phần. Để về con chia ra con không biết nhiêu nữa. Dạ, đi cho chó nhiêu đi. Nói vậy là lấy 6 phần rồi. Đợi ông đãi nước súp riêng đi nha, dễ muốn ăn bún thì bỏ bún vô thêm. Không ăn đâu, do ít hơn mấy đứa này ít ăn nè. Mấy đứa này ít ăn đâu. Mẹ nó ôi luôn. Mẹ nó ôi luôn. Mẹ nó ôi luôn. Mẹ nó ôi luôn. Mẹ nó Ý Lan nói ha, mấy đứa này ăn ít, cho nó ít thôi. Nó nói là nó lấy về cho ngoại thang. Ừ. Dặn lấy 2 phần. Dặn đi cho mẹ đó rồi nó nữa. Có hiếu quá. Lặt lặt, anh cũng phải lành. Cho mình chút lấy hay nó lấy chết. Bay phần mà ba phần được rồi.
7 bằng là 3 phần phải không? 7 bằng lấy 3 phần được rồi. 3 cái này được rồi. Ừ. Ủa, có 3 à? Lấy có 3. Đó, nhà nó 7 người. Nhà con ai 7 người được? Hả? Ai có 7 người vậy? Ai cha, hai mẹ con đó, thằng này nè. Ba nó đi rồi. Đi vậy. Ờ, còn nhỏ con gái nữa. Chết rồi, gỗ không lên chảnh coi.
biết nó ở chỗ nào? Nó đi Đồng Nai rồi. Ủa rồi lúc đó Út đi đám cưới ở đâu? Đám cưới ở đó, mình đi kiếm đường không không thấy đâu. Đi cưới không? Mình không? Con Út thì cưới ở Long An. Còn tôi, cháu tôi thì cưới ở tại Bình Dương nữa. Dạ thưa mẹ, ba ở bên nào đó? Một ngày một, công việc ba đến. Ốc điện hả? Ốc điện hả? Ốc điện mà để cho đi mượn quá. Nó không ấy đó. Mới nhắc đó. Mới nhắc bây giờ nó điện lại rồi đó. Tại mới đám cưới đây à.